chị nhận nè, chị nhìn không thấy luôn. Hủ hối nha, chị xíu mua ha. Con lấy ghế nè. Chị nhận nè. À, rồi nó mượn đó, nó nói nó không có tiền làm đám, nó mượn chị 2 triệu làm đám này tháng con đó. Mà nếu chị cho nó mượn 2 triệu rồi tiền đâu chị mua này. Thằng ăn nó không cho, nó khẩu xin chị. Chị đâu có ghét nó vậy cái gì. Giờ chị Xíu ngày mai là không có đi đám cháu ngoại ha. Chị không có đi. Rồi vàng đâu, vàng chị mua sao đâu rồi coi coi. Vàng chị để chị lấy chìa khóa chị. Vàng tặng cháu luôn chị. Tại vì nó cũng đã gạo nấu thành có con rồi. Nga mười mấy ngày chưa chơi nổi với Nga rồi. Mới mốt Nga thân đàn ma dạy nè. Thâm lập luôn hả? Thâm lập rồi, mười mấy ngày. Sao bà biết? Đã nói chị vô tình, chị điện nói, chị nói vụ dặn dò vụ đám thiệt đó. Thấy hai đứa ơi. Trời đất ơi, như con nhộng luôn hả nở chơi? Mười mấy ngày trước rồi. Hai đứa như nhộng vô giờ chị bé rồi. Chị gọi Zalo chị thấy là hai đứa như nhộng luôn. Là thâm lập là mười mấy ngày là thâm lập luôn. Trời đất tại ơi. Vì chị nghĩ thằng này nó biết nó cũng có một đời vợ, có đứa con rồi thì nó sao không nói bèo, cử nó cũng vậy? Cử cho con nó một vợ nó một tháng. Bởi vì chị mới nói thí dụ con Nga không nghe lời chị sao chị thôi. Cái đó là chị nói bó thật sự. Luôn. 7 ngày là tắm, 7 ngày tắm gội đầu. Bây giờ mười mấy ngày thâm lập luôn. Kỳ với trời. Rồi chừng nào Nga nó thể dục bỏ Nga thì chị phải hốt rồi. Hủ hí này bỏ hủ hí này chắc không thương vợ đâu chị. Không? Bây giờ chị thương. Hỏi cưng nè, nó có đời vợ trước, nó có đứa con kinh nghiệm trước rồi. Mà nó còn con nó học đại học ở Vườn Thơ mà nó còn không đi thăm con nó, rồi nó có thương vợ thương con không? Trời đất ơi, nghe gì vậy bà Xíu? Trời đất ơi. Ủa mà sao ngộ vậy rồi tự nhiên rồi bà gọi video vậy rồi đang vậy rồi sao mà không tắt mà đi. Phải nó cũng mở lên chị thấy tình vậy đó hả? Đứa thì chùm mền còn đứa thì mình trần thân trụi vậy đó. Ơi. Như đâu rồi đâu chị chiếc nhẫn đâu nè. Rồi đất ơi bà Xíu cho chia sẻ hết hồn chí rồi. Rồi hôm qua nó lên nó kêu chị đưa mà đưa cái gì nào có cháu chị lên chị cái này chị mua chị cho cháu chị phải cho nó chiếc nhẫn nè. Chị nhìn không thấy luôn. Hủ hối nha, chị Xíu mua ha. Con lấy ghế nè. Chị nhẫn nè. Rồi nó mượn đó, nó nói nó không có tiền làm đám, nó mượn chị 2 triệu làm đám này tháng con đó. Mà nếu chị cho nó mượn 2 triệu rồi tiền đâu chị mua này. Rồi chiếc đó kia làm gì? Chiếc này cũng cho nó nữa nè. Hả? Rồi cho một cặp luôn. Gặp đó, một cặp đó chị đưa cho mẹ, chị đưa cho nó. Mẹ chị lên chị đưa cho nó đem dưới cho bà cho. Ngoại không? Bà hôm bà cũng có nói, bà nói bà ngoại nghèo chứ phải bà ngoại có tiền, bà ngoại cho còn cháu mà bà ngoại cháu cấp bà ngoại chiếc nhẫn. Vậy, thành ra chị nghe bà nói vậy rồi. Chiếc còn ha. Nhẫn mấy chỉ đây. Chị mới mua cho mẹ luôn đó. Hai chiếc này còn trăm mấy nữa là đựng chịu gửi đó. Về phân. Thì cũng gần 5 phân hả? Gần 5 phân. Không biết mấy phân mà theo chị nghĩ mấy chiếc này chừng phân mấy hả em ơi? Phân mấy ha. Hai chiếc luôn. Hai chiếc này cũng như cả ba phân vậy. Ngoại chơi dữ quá chơi lần hai chiếc cho hai chiếc luôn. Qua lên kìa chị đưa. Chị đưa liền hết chưa tới đám. Mà ai mà đưa nào đám rồi rồi có em bé lại mình đeo vô tay nó này kia phải không em? Chứ. Con qua đây rồi. Vậy là ngoại mới có tiền của Mạnh Thường Quân cho là ngoại cho cháu liền thấy không? Chị Xíu thương cho. Chị nói với chị Hoàng ở bên Mỹ á, chị nói khổ quá chị Hoàng ơi, mà đám này tháng cháu mà muốn mua chiếc nhẫn đi mà không có tiền mua đó, chị mới gửi cho chị 200 đô chị chuộc cái chiếc nhẫn này với mua cái này đó. Tại vì chị nói á, mình nghèo là nghèo nhưng trong mình cũng có của chút đỉnh mà chị Hoàng chỉ thương chị vậy đó, chị nói mình nghèo là nghèo, nghèo cho sạch cách phải cho thơm. Mình đừng bà phụ nữ cũng phải có miếng gì trong mình đó. Mà chị nghèo đến nỗi có mấy chiếc nhẫn chị cầm không biết bao nhiêu lần, mấy chục lần rồi. Kẹt quá mới cầm ha. Ủa chiếc đó cầm được nhiêu? Chiếc này thì chị cầm được 2 triệu. Dữ vậy ha. Cái chiếc này 3 triệu, chiếc này 2 triệu. Chiếc này thì được 2 triệu rưỡi. Nó chắc nó trong tiệm nó cầm đồ suốt luôn quá. Thì cầm suốt nè, bà mới coi mạng nó nói trời ơi chị cầm này mấy chục lần rồi, 80 lần chưa? Chị cầm chiếc này 80 lần chưa? Tôi chuột cho chị mấy lần rồi. Bà tính cho chị cái máy giặt vậy chứ. Kẹt không phải chịu thôi chứ sao bà giờ. Tính mua cho chị tiền mua cái máy giặt. Im quá trời ra. Mà chị Xíu mà về chị để một lần mà giặt thấy hay thao cái khủng khiếp luôn chị.
chị giặt đồ dữ lắm, lặt lòng mấy thao á, chắc mấy ngày mới giặt á, mấy ngày bị chị mất công chuyện á. Trời ơi, mà xíu mới giặt lần là phơi là hai thao. Rồi vậy là đợt này là cháu ngoại là chị xíu không có xuống rồi. Nói đâu ngay hủ với Nga, mẹ nói hai con nghe nè, hai con cũng đừng buồn giận mẹ. Mẹ cũng đau lòng lắm, nhưng mà tới ngày đó chị mẹ mất đi công chuyện. Thì đẹp con ơi, cũng không có đãi gì bao nhiêu bàn, thì có mấy anh em vô tết thì có một bàn, có một chục người đi. Có một chục người đó thì con làm gọn. Thay vì con nghe lời mẹ, con làm một con vịt nấu cháo cũng được rồi. Còn con gà nấu cà ri thôi nhiêu được rồi con ơi, với chè xôi được rồi. Con đừng có nấu món này món kia rồi con làm tùm lum rồi bỏ rồi đó nghe. Cả đống người rồi thiếu rồi không ai đi rồi lỗ luôn. Rồi tới đám bây giờ cái nó không tiền làm đám con, nó mượn chị 2 triệu. Trời đất ơi, rồi sao? Chị đưa nó 2 triệu rồi cái này ở đâu chị mua cho cháu chị. Ủa, rồi vậy mới làm có một mâm mà còn không có tiền á, vậy hôm bữa làm 3 mâm chắc là mượn nợ luôn. Nó nói chị đã nói là nó nói 10 câu mà không vô một dạ mà làm sao mà chị tin nó. Bữa hổm này mẹ ơi con bà biết không, đám con 15 triệu con làm quanh chá. Dữ dằn ha. 15 triệu thì nói vậy cái dần. Không tiền lọc đâu ba ông vợ em cầm nó dấp không mà chị ghét như vậy lắm. Thiệt. Thằng ăn giờ nó làm nám đi rồi người ta thương rồi người ta cho như người ta cho lòng hảo tâm, tâm thôi. Của mà khán giả nói góp đồ, nói góp đồ góp chén rồi lấy cái đồ bông của vợ nó là người ta chửi á, người ta nói không có tiền chi bài vẽ chi rồi giờ mình rồi, đọc rồi, con rồi, vợ bây giờ thí dụ em nói khán giả nghe nó cứ theo hỏi tiền bạc em hoài à. Em mới nói bây giờ con cũng đã coi mạng con cũng biết rồi, thí dụ tiền bạc mẹ nhiêu mẹ không bao giờ giấu giếm gì ai, mẹ đưa chắc lên thấy mạng hết. Chị Xuyến mới có chị Hoàng gì cho tiền chứ gì, thì mới cho chị Hoàng mới đây, lúc trước chị có tiền gì đâu, lâu lâu thì cũng có khán giả cho chị 500 triệu 2 triệu thì gạo thóc sữa sùng bách trái mấy đứa này rồi đó. Mà nếu chị có nhiều á là chị cũng quay lên mạng cho phần khán giả coi là chị được bao nhiêu tiền cập nhật liền chứ gì. Còn hủ nó có bao nhiêu thì ai cho nó, như cái đợt nó bệnh chứ cũng có người cho nó cũng có quay coi 10 mấy triệu người ta quay lên ai không biết nó 10 mấy triệu trong bệnh viện phải không, thì chị có là chị quay lên mà nó cứ theo như cái này mẹ dư được nhiêu rồi. Mẹ được nhiêu quay rồi vậy đó hả? Mà thực tế mỗi lần bà Hoàng thương mẹ quá ha, bây giờ chị mẹ dư được nhiêu ngồi nghe nói bà giàu lắm, cái này bà mấy trăm triệu rồi hả ngồi ha. Mà mọi người biết là chị Xuyến mỗi lần quay với Hữu là chị Xuyến không có được một xu luôn á, nói cho mọi người biết. Chị có tiền bạc gì đâu, quay chung với Hữu là chị Xuyến không có tiền đâu. Chị nói thẳng khán giả nghe, khán giả biết luôn, anh em YouTube quay hai vợ chồng Nga là Nga 500 300, chị Xuyến không có tiền một cách. Chị Xuyến là không có, còn chị 50 100 100, khi có khi không chị cũng vẫn để cho. Nói chung anh em là từng khi chị Xuyến là quay riêng á là chị Xuyến còn có chút kinh phí anh em cho, còn đi quay chung với Hữu là Hữu lấy cắt xe hết à, Xuyến không được làm nào đâu. Hữu nó quay là anh em lúc nào nó cũng 300 500, có khi Nguyễn nó mua nó cho nó cái này cái kia nọ, máy nghe nhạc hoặc cái này cái kia đồ thêm 500 triệu cho riêng. Người ta biết á, mọi người biết á là Hữu mà quay mà không có cắt xe là Hữu không có vui, không có buồn, không có diễn được. Mà nó cứ theo hỏi tiền chị nhiêu, cái này bà trúng mánh, bà Hoàng, thấy có Mạnh Thường Quân đó bà ơi, hỏi phải rồi. Nó thấy chị có cái vô tiếng này với cái tủ lạnh, nó nói chị giàu rồi đó. Thì chị nói chị giàu rồi thì trong nhà chị được nhiêu đó. Cái này cũng người ta Mạnh Quân ta cho mà. Cái đó là chị mới mua được chiếc xe nè. Chiếc xe là chị ai cho? Hả? Ai cho chiếc xe? Chiếc xe này hả? Chiếc xe này mà cũng như tiền của kinh anh Minh Tăng rồi kinh của Nguyễn đâu nè. Đặt quay chị đó. Rồi người cho má chị mới dành dụm lại chị mới mua chiếc xe nè. Rồi tivi là ai cho? Tivi là cái chị ô anh cho, anh cho chị với cái đó đó. Chung là tivi với cái tủ lạnh ha. Cái này của người ta cho chị Xuyến không chị? Cho chứ không phải là chị Xuyến mua đâu. Rồi nó nói với chị cái này dư được nhiêu, nghe nó bà dư được mấy trăm triệu. Chị Hoàng cho hả? Chị mới nói nó con đừng nói gì, thí dụ chị mẹ có nhiêu là mẹ sẽ quay lên cho con biết bao nhiêu. Mừng chứ gì đâu trời. Mà bây giờ thật sự nếu ai cho chị là đều quay lên mạng là cộng lại coi chị được bao nhiêu là biết chị được nhiêu tiền cho rồi. Mẹ vợ mình được cho, mẹ vợ được cho mừng thôi chứ gì đâu mà hỏi chi. Rồi chị ví dụ chị có tiền chị cũng ăn uống mua sắm cho con chị nữa, cái tánh chị thì chị rộng rãi cho con chị nó ăn mọi ngon. Mọi người biết là chị Xuyến mà có tiền là Hữu cũng được hưởng, con cháu cũng được hưởng, rộng rãi như vậy ấy đâu, cho hết chứ phải con mình nè. Nó cứ nói chị thôi con này mẹ giàu quá, mỗi lần lên không nói mẹ giàu quá dư được nhiều nuôi cho con mượn, nuôi hai đứa con chứ bộ ít đâu. Nó lên nó mượn tiền chị, nó nói mẹ cái này giàu quá cho con mượn má, nó giàu sao bằng con, giàu sao bằng con, mẹ có cái gì đâu, má được chị Hoàng thương được có chút đỉnh này nè. Ngộ ha, tính thì ngộ, cho thì ai cho cũng được chứ cái gì đâu hỏi.
Rồi bữa hổm nói chuyện gì mà chị làm sao mà chị tin được, nói chi mà khán giả mà người biết nó thì ta không biết, ta mới tin đó. Ừ, nó láo quá rồi, người ta đâu 15 triệu mẹ ơi, con ăn hoành tráng, con làm hoành tráng. Cái giờ cái không 15 triệu, giờ có mấy triệu đi làm mượn, cho con không có. Rồi mượn nữa ha. Ừ, rồi mượn chị. Ừ. Rồi chào khán giả đi. Chào khán giả.